Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người sản phẩm vòi lavabo lạnh của Eurolife, chất liệu đồng macrome. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng trong một hộp màu của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Đây, chúng ta cùng xem. Trong mỗi hộp sản phẩm thì đều có một phiếu bảo hành của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Sản phẩm được đóng gói trong một túi vải để bảo quản tránh cháy xước khi vận chuyển. Để chúng ta cùng xem sản phẩm vòi lavabo này với thiết kế đưa cong và sản phẩm khá là lớn, phù hợp với rất là nhiều loại lavabo khác nhau. Để chúng ta có thể thấy chất liệu của sản phẩm thì làm từ đồng H61%, mạ chrome 3 lớp sáng bóng đạt tiêu chuẩn vật liệu của châu Âu. Đầu vòi được thiết kế tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Đầu vòi này hoàn toàn có thể tháo rời. Chúng ta thấy là đầu có hai khớp ở đây. Chúng ta có thể đưa khóa vào và vặn ra để xúc rửa mỗi khi cần thiết. Tay cầm dẹt, dễ sử dụng và xoay một cách rất là nhẹ nhàng. Logo của Eurolife được in trên nút phía trên của sản phẩm. Khi tháo van để thay thế thì chúng ta chỉ cần lật nút này ra thôi, dùng một miếng mỏng lật cái nút này ra và vặn ốc ở bên trong để rút tay cầm ra và thay khóa ở phía dưới thôi, rất là dễ dàng. Đây là bát gắn thì bằng nhựa, có các tay xoay cùng gioăng cao su đi kèm ở phía dưới. Một sản phẩm rất là đơn giản thôi nhưng mà phù hợp được với nhiều loại lavabo khác nhau. Đây là một sản phẩm dùng cho một đường nước lạnh với gen 21 này, có thể kết nối với tất cả các loại dây cấp hiện có ở trên thị trường. Sản phẩm của Eurolife thì không giống các sản phẩm khác hiện được bán tràn lan ở trên thị trường với giá thành rất là rẻ, có thể là bằng một nửa giá của sản phẩm Eurolife. Nhưng các sản phẩm giá rẻ thông thường được làm từ Atimon, và hợp kim Atimon sẽ được gia cố thêm chì để tăng sức bền cơ học. Vì vậy, khi sử dụng nguồn nước có thể nhiễm chì và gây ra các bệnh lý ngoài da hoặc thậm chí có thể ung thư khi chúng ta uống phải. Và thứ hai là cái lớp xi mạ của các sản phẩm Atimon thì sẽ không bao giờ được sáng bóng như vậy, và chúng ta nhìn nó sẽ có độ sùi xước ở bề mặt. Còn của Eurolife chúng ta có thể thấy là lớp xi mạ sáng bóng, chúng ta có thể nhìn thấy sự phản chiếu của sản phẩm với các đồ vật ở trong phòng, thì chúng ta có thể thấy là nó rất là sáng bóng. Chính vì vậy, nếu chúng ta chọn những sản phẩm rẻ tiền có chất lượng kém thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là cao. Eurolife thì luôn luôn cam kết về tiêu chí chất lượng cũng như chất liệu cho sản phẩm. Eurolife chỉ hy vọng mang tới những sản phẩm tốt nhất cho quý khách khi sử dụng. Vì vậy, các bạn hãy cân nhắc khi chọn mua những sản phẩm trong phòng tắm cho gia đình của mình. Eurolife thì hy vọng sẽ được các bạn chọn lựa và sử dụng thiết bị cho phòng tắm, cho căn nhà của mình với đầy đủ các phụ kiện Eurolife có thể cung cấp được. Và chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video clip của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào mọi người.